nhóm nở và mùa thu là mùa người ta thường hay đến với nhau, và hy vọng rằng tình yêu của tất cả mọi người trong mùa thu cũng trọn vẹn, chứ không giống như ca khúc sau đây: khi yêu thì dành hết tất cả tình yêu cho nhau, nhưng mà khi không yêu nữa thì ném đá vỡ đầu nhau ra. Thưa quý vị, thì ai ơi, ai ơi xin đừng chưa tan buổi chợ đã chia đôi đường. Thì ai ơi, ai ơi xin đừng yêu nhau buổi sáng. Mẹ em phải hát cho đúng nốt không nguy lắm đi. Buổi chiều xa nhau. Diễn thời trang. Yêu nhau, cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi hoa cầu gió bay. Yêu nhau chẳng ai hướng xa, một ngày bằng chân cũng lìa, yêu nhau xé ruột may quần, ghét nhau kể nợ kể đần nhau ra. Có yêu thì nói thật yêu, chẳng yêu thì nói một điều cho xong. Làm chi giờ đụng giờ trong đời đời nếu khén cho lòng tương tư. Hey! Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, một ngày không cho người ngày hôm nay. Một lần nữa xin thay mặt tất cả anh em băng nhạc, diễn viên và ông Tây đẹp à, xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian quý báu đến đây trong buổi chiều hôm nay và đã ở lại đến giờ phút này cùng chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hy vọng là quý vị đã có một buổi chiều thật là thoải mái. Kính thưa quý vị, nhạc khúc vừa rồi là kết thúc chương trình Thu Hát Cho Người. Đây là lần đầu tiên Dũng đem Dũng nhỏ ra để đi lạc ở Bô Sa, chắc không cần phải phải về nhà. Và hôm nay Dũng rất là vui là cái chương trình đầu tiên tại Sài Gòn Performance đã được nhiều người hưởng ứng, và hy vọng là trong tương lai DD Entertainment sẽ tiếp tục cống hiến những cái chương trình có chủ đề như thế này đến với quý vị. Ngày hôm nay ngày 31 tháng 12 tại đây sẽ có một cái chương trình đón giao thừa. 8 giờ tới 11 chúng ta sẽ có chương trình ca nhạc ở đây, và từ 11 giờ tới 1 giờ sau lưng đây ngang mặt chúng ta sẽ nhảy đầm và đón giao thừa.
Dạ, quý vị hãy đến với chúng tôi ngày 31 tháng 12 tại đây với tiếng hát của Thu Phương, Lam Trường và chủ đề của chương trình Xuân là Xuân này con không về vì có chú Giang Tử. Thì chú Giang Tử sẽ hát tất cả những nhạc khúc Xuân cho chúng ta nghe. Cho nên hẹn quý vị tại đây không ngày 31 tháng 12. Thank you. Xin cảm ơn quý vị nhiều. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn những chào mừng đây của quý vị. Và quý vị ra về lái xe cẩn thận, hy vọng rằng sẽ có dịp gặp lại.